Jennifer Phạm dẫn ái nữ, đu, concert Blackpink, video mẹ bốn con giật spotlight. Dù đã U40 và trải qua 4 lần sinh nở, thế nhưng video của Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua một thập kỷ gắn bó, Hoa hậu Jennifer Phạm đang có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải và ba nhóc tỳ. Hiện tại, song song với công việc làm MC, nàng hậu dành thời để vun vén tổ ấm và chăm sóc cho các con. Mới đây nhất, trên Facebook Hoa hậu Jennifer Phạm vừa đăng tải loạt khoảnh khắc đi đu Blackpink cùng ái nữ Na. Cụ thể, mẹ bỉm bốn con viết, lần đầu đưa con gái đi đu idol nên mẹ cũng xin phép được cưa sừng làm nghé một tí. Được ngồi hàng thứ ba, siêu gần luôn nên được nhìn các cô bằng da bằng thịt khiến con có lúc còn rưng rưng nước mắt. Na được gặp idol sướng quá, thi thoảng lại quay sang mẹ bảo, cứ như con đang mơ ý, mẹ à. Chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên của Na. Mẹ rất vui được đồng hành cùng con gái. Thấy con vui mẹ cũng sướng theo. Cứ ngoan và học giỏi là ok hết nha. Theo chia sẻ, bé Na bày tỏ niềm vui sướng và hạnh phúc khi được mẹ dẫn đi xem concert Blackpink. Bên cạnh đó, bà mẹ bốn con cũng cho biết bản thân cảm thân rất vui khi được đồng hành cùng con gái. Trong những hình ảnh được chia sẻ, ái nữ nhà Jennifer Phạm khoe vóc dáng lớn phỏng phao cùng vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Ở tuổi 38 và trải qua 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khen ngợi vì vóc dáng thon gọn, nụt nà. Chiếm spotlight trong khung ảnh chính là video xinh đẹp, sắc sảo của mẹ bỉm khi đỏ sắc cùng con gái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.